Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Tài 24 tuổi, ngụ quận 12, Nguyễn Hoàng Châu Phú 24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn là hai đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Cả hai đều từng có tiền án, mới mãn hạn tù hồi đầu năm 2017. Ra tù, Tài và Phú gặp nhau, bắt cặp thực hiện nhiều phi vụ. Trong lần dở chiêu trộm xé thắt trên đường Cách mạng tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cả hai bị nhóm hiệp sĩ Trần Văn Hoàng dẫn đầu cùng 6 hiệp sĩ khác đi cùng phát hiện truy đuổi. Trong lúc bị các hiệp sĩ khống chế, Tài đã rút dao đâm loạn xạ khiến hai hiệp sĩ tử vong, ba hiệp sĩ bị thương nặng. Sau đó cả hai tẩu thoát. Mặc dù biết chuyện, nhưng hai vợ chồng Ngô Văn Hùng, 32 tuổi, cùng vợ Trịnh Thị Như, 27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp, vẫn cho Tài trú ngụ. Qua quá trình điều tra, Tài và Phú đã bị tóm gọn. Cả hai khai nhận trước đó đã gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tài án tử hình, Phú nhận án tù chung thân. Ngô Văn Hùng bị phạt 4 năm tù và Trịnh Thị Như lĩnh 1 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội che giấu tội phạm. Trước đó, Ngân quen biết và được một người tên Phương đưa sang tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bán làm vợ cho người đàn ông Trung Quốc. Được khoảng 1 tháng thì Ngân bỏ trốn về Việt Nam. Để có tiền tiêu xài, Ngân đã cấu kết với em ruột mình là Nguyễn Thị Tuyết Ngân, có chồng tại tỉnh Hà Nam, đưa một người phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán làm vợ với giá 280 triệu đồng Việt Nam. Sau khi trừ chi phí, Kim Ngân hưởng lợi 32 triệu đồng, Tuyết Ngân hưởng lợi 7 triệu đồng. Sau đó, Kim Ngân lại tiếp tục cấu kết với một người Campuchia, thuê xe ô tô đưa hai người phụ nữ Campuchia từ thành phố Nông Bên, Vương quốc Campuchia đến cửa khẩu Long Bình thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang để nhập cảnh vào Việt Nam đi sang Trung Quốc thì bị lực lượng kiểm soát biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện bắt giữ. Theo thống kê, cả nước có khoảng 6.000 người suy thận có nhu cầu ghép thận, 1.500 người có chỉ định cần ghép gan và hơn 5.000 người có nhu cầu cần ghép giác mạc. Tuy nhiên, nguồn tạng lại vô cùng khan hiếm. 5 năm trước, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã chính thức được thành lập, là đơn vị đầu tiên trong cả nước có vai trò điều phối ghép mô tạng. Cho đến hôm nay, cả nước đã có gần 20.000 người đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời. Thông tin được đưa ra tại chương trình Cho đi là còn mãi, nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Điều phối Quốc gia ghép mô bộ phận cơ thể người do Bộ Y tế tổ chức. Theo hình ảnh từ camera an ninh của người dân ghi lại, người đàn ông này do thiếu quan sát khi sang đường cộng với việc chiếc xe cứu thương màu trắng chạy quá nhanh đã không xử lý kịp tình huống. Sự việc khiến người đàn ông ngã sóng xoài ra đường. Rất may là nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Theo đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết vừa tuyên phạt đối tượng Lưu Thanh, 32 tuổi, ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, 12 năm tù về tội giết người, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 150 triệu đồng. Trước đó, Thanh cùng một người bạn đến quán nhậu ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành thì gặp Danh Hạnh đang ngồi nhậu ở đây. Khi thấy Thanh bước vào, Hạnh buông lời chào khiếm nhã và chạy đến đùa giỡn, làm chiếc nón Thanh đang đội trên đầu rơi xuống đất. Tức giận, Thanh chửi Hạnh, rồi hai bên xảy ra ẩu đả. Thanh rút dao có sẵn trong túi quần, đâm 8 nhát vào người, làm Hạnh thủng tim và tử vong trên đường đi cấp cứu. Xuất hiện tại sân bay, Hohenie tươi tắn chào người hâm mộ. Người đẹp tiết lộ cô đã mang theo 80 bộ trang phục đến Miss Universe. Bộ trang phục dân tộc bánh mì được đóng thùng riêng vì không bỏ vừa vali. Cô chia sẻ dù thiết kế bánh mì mang nhiều tranh cãi nhưng đây là thiết kế đã được các ban giám khảo lựa chọn và Hohen đón nhận mẫu thiết kế như món quà đặc biệt dành cho mình. Với cô, bộ bánh mì mang nhiều câu chuyện về nền văn hóa ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Ngoài trang phục và phụ kiện, vali của người đẹp còn chứa nhiều phở, mì gói. Hohenie chia sẻ vui cô sẽ mời các thí sinh món phở ăn liền để giới thiệu ẩm thực Việt. Cụ thể, có 54 người nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiền Hạnh, 14 người nhập viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột và 5 người nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk sau khi ăn bánh mì tại cùng một quán bán trên vỉa hè ở ngã tư đường Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước trưa là em thấy khó chịu, vừa em cũng bị ói, bị nôn, nôn 2-3 lần gì đó, rồi em cũng đóng cửa hai vợ chồng em nằm và cùng kêu bác sĩ tới cho uống vài viên thuốc giảm đau rồi hạ sốt. Nhưng mà cảm thấy không đỡ. Thì tới giờ này thì chúng tôi tiếp nhận khoảng 40 ca và bệnh và cái triệu chứng đều tương tự, đau bụng, sốt, đi cầu lọng và nôn. Thì hỏi ra có dịch tễ là cũng có ăn bánh mì và cái tiệm ở đó. Thì tới giờ này thì có khoảng 3 ca xin về, cái trung tâm họ xin về. Còn lại là chúng tôi cho nhập viện và đến bây giờ thì sức khỏe của các cái bệnh nhân đó cũng tạm ổn. Hiện ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành lấy các mẫu bệnh phẩm và gần 20 mẫu thức ăn tại quán bánh mì nêu trên để gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm xác định nguyên nhân. Tòa lạc tại phường 5, thành phố Cà Mau, Litibook mang sách đến gần hơn với rất nhiều người và đổi lại, câu lạc bộ cũng nhận được rất nhiều sách hay từ sự chia sẻ của cộng đồng.
Ý tưởng và sự ra đời của câu lạc bộ đến từ niềm đam mê đọc sách của chị Nguyễn Thúy Hằng, bí thư phường đoàn phường 1, thành phố Cà Mau. Đến nay, câu lạc bộ đã chuẩn bị được rất nhiều tủ sách, đầu sách, sẵn sàng chia sẻ với những người có cùng đam mê với sách. Tra cái tủ sách hàng tháng thì thấy cái hiệu ứng là các bạn lấy đi một đầu sách của nhóm thì các bạn để lại một đầu sách khác, thì đó là một cái hiệu quả mà câu lạc bộ mong muốn mang lại. Dễ thương như chính tên gọi của mình, Litty Book, nhận một quyển sách và để lại một quyển sách là tinh thần của câu lạc bộ từ khi thành lập đến nay. Không bao giờ khóa tủ, độc giả tự do đến và chọn sách. Tuổi em đọc sách rất là quan trọng, tại vì sách cho em rất nhiều thứ mới, rồi dạy em cái cách mà tư duy nào đó nó tốt hơn, hiệu quả hơn, và cho em cảm nhận cuộc sống này nó tốt đẹp hơn. Cùng hưởng ứng phong trào đó, câu lạc bộ bạn đọc trường đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau cũng trở thành một địa chỉ quen thuộc của rất nhiều người yêu sách tìm đến. Ra đời từ tháng 9 đến nay, mỗi tháng câu lạc bộ đều chọn lựa những quyển sách hay để các bạn đọc và chia sẻ những cảm nghĩ, bài học tại các buổi sinh hoạt thường kỳ. Đồng thời, mỗi thành viên cũng có thể bày tỏ giới thiệu về những đầu sách lý thú các bạn đã đọc qua. Mong muốn cho các bạn là dần dần hình thành được cái thói quen đọc sách, và từ cái việc đọc sách đó thì sẽ giúp bạn là phát triển những cái kỹ năng sống, những cái kỹ năng tư duy và để giúp ích cho cái việc học và công việc sau này của các bạn. Ngoài ra, để phát triển văn hóa đọc trong sinh viên, trường đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau đã duy trì hội thi tuyên truyền giới thiệu sách với nhiều chủ đề ở nhiều lĩnh vực trong những năm qua. Nhưng mà hàng năm á, thì trường có tổ chức mấy cuộc thi hội thi sách á, thì em cũng đăng ký tham gia. Đầu tiên là tại vì em thích sách, em thích đọc sách. Thứ hai là em muốn chia sẻ sách, quyển sách đó với mọi người. Hoặc là theo chủ đề á, thì mình được chọn lựa những chủ đề mà mình yêu thích nhất á, giới thiệu cho mọi người biết. Mỗi hành động nhỏ lại lan tỏa nhiều thông điệp trong khuyến khích phong trào đọc sách tại Cà Mau. Dù vẫn còn giữ vị trí khá khiêm tốn trong đời sống văn hóa, nhưng với sự bền bỉ của những người yêu sách, các câu lạc bộ sách đang và sẽ có những đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho văn hóa đọc ở các địa phương. Như quý vị và các bạn chứng kiến, lợi dụng lúc chủ nhà mất cảnh giác, hai tên trộm này đã liên tục tìm cách mở cửa để đột nhập vào nhà. Tuy nhiên, sau một hồi loay hoay, cả hai vẫn chưa mở được cửa, cứ ngỡ bọn chúng sẽ bỏ đi. Thế nhưng không ngờ, bọn chúng đã dùng hết sức lực của mình để cậy luôn bản lề cánh cửa, sau đó nhanh chóng vào nhà, dắt chiếc xe máy tắt tiền tẩu thoát. Sự việc vừa xảy ra tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khi bất ngờ ập vào phần đất trống thuộc địa bàn ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 16 đối tượng có độ tuổi từ 28 đến 42 tuổi và phần đông đều cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đang tụ tập và tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 52 triệu đồng, 8 xe máy, 14 điện thoại di động, một con gà đá và nhiều vật dụng liên quan khác. Theo hình ảnh trong đoạn clip, tên trộm này sau khi bị người dân phát hiện đã tìm cách thoát thân bằng cách trèo lên lan can nhà dân và đu mình một cách rất khéo léo. Nhiều người ví von hắn là Tôn Ngộ Không phiên bản đời thực. Tuy nhiên, cho dù hắn có 3 đầu 6 tay thì cũng không thoát khỏi được sự truy bắt của người dân. Cuối cùng, hắn cũng bó tay chịu trói. Được biết, sự việc vừa xảy ra tại phường Tân Mai, Hà Nội. Theo đó, xử phạt về phá rừng trái phép 3 vụ, khai thác rừng trái phép 5 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 8 vụ, mua bán, cất giữ, chế biến kinh doanh lâm sản trái quy định 2 vụ và vi phạm các quy định về thủ tục hành chính trong mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản 3 vụ. Được biết, trong thời gian tới, ngành chức năng của huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân trong việc trồng và bảo vệ rừng, thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát trên lâm phần quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc khai thác, vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép. Theo đó, con cá tra dầu này có chiều dài hơn 2,5m, chiều ngang khoảng 1m với trọng lượng là 240kg. Anh Nguyễn Văn Tính đã thu mua lại và chở về thị xã Hồng Ngự để bán cho thương lái đem đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Với 1kg là 300.000 đồng, tổng giá trị của con cá tra này lên đến hơn 70 triệu đồng. Trước đó, người dân đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũng đã bắt được con cá hô khủng với trọng lượng 60kg.